Rồi dân biển miền Tây mến chào cô chú anh chị nha. Hôm nay mình có người cậu ở trong thứ năm ra mà ổng chưa biết cục đá chuông như thế nào, rồi mình dẫn cậu mình đi lên cục đá chuông quay cho cả sẵn ở đây, dẫn cho cả nhà xem luôn cả nhà. Cũng chưa biết đá chuông như thế nào thì cái được. Thì cậu ra đó. Bây giờ ổng chưa biết, mình dắt ổng đi lên đá chuông để cho ổng biết. Cảnh này mình làm clip cho cả nhà xem luôn nha. Thì ở đây là cái chân chỗ của trung tâm bệnh viện y tế người cha mình nghe nhà. Cả nhà có đi du lịch ra từ từ mà Hòn Gạch Giá đi ra ra ngoài, từ trong Gạch Giá đi ra ngoài Hòn Tre mình thì lên xe đôm đó, đi chạy thẳng lên cái đường lộ này tới khu bệnh viện đi Hà Tiên này nè, có cái đường. Có đường này nè, đây, có đường này đi lên. Sợ gì, mà không dám lên YouTube đi. Đó. À. Nè, mình dẫn cái đường này nè. Giờ đi lên lên dục cái đá chuông là đường này nè nha. Đó. Đây đi thẳng đường này là lên đá chuông nha. Mà cái nhà đi theo mình đến cái đá chuông như thế nào đây nha. Cực kỳ diệu nha nhà. Đó phát ra như thế luôn nha. Nhà có đi thì đó chỉ cho cái đường đó, từ cái chân đường này là cái bệnh viện nè, có đường đi lên. Rồi cái nhà đi thẳng lên đường này nè, tới đá chuông chỉ cho cái nhà xem nha. Đó, đi lên đó. Lội lên cái này hơi trên hơi mệt nha. Tại mình đi lên trên hơi lúc lên trên núi nè. Đi thì nó hơi mệt, thở hơi lên không nè. Không nổi đâu, lâu lâu đi lần mệt lắm. Thì ai muốn biết cục đá chuông như thế nào thì cả nhà xem clip này đến đây để tham quan đá chuông nha nhà. Nó rất là huyền bí nha. Tới đây cũng hơi đứng cho thở kìa. Cho thở mệt chút. Đi dốc lên mà hơi mệt nghe nha. Đó. Tới cái đoạn này nè, dốc hơi gần tới là sát bên này. Nó hai bên có lạng quá, trên đây cũng có làm lộn, mới làm lộn. Có lan can nữa. Giờ ai anh em nào cũng thở. Giờ mình ngừng cái. Ngừng cái nghỉ mệt cái tiếp tục nghe nè. Gần tới rồi. Nè lên trên thì dầm xuống thì dốc tới nó cho xuống dữ dằn ha. Càng lên núi thì nó càng yên tĩnh nghe, tại vì này không có nhà. Thấy không? Đó mấy cục đá đó gần tới đó, ông đá đó là đá chuông gần tới đó. Gần tới đá chuông hả? Này. Tại nghỉ mệt chút đi đầu lại tới đó. Đó là lấy cái cục đá khác mình khó kêu hả? Đúng. Rồi hết mệt rồi nhà ơi. Giờ mình dọt nha. Bây giờ này chút nãy giờ cũng khỏe rồi. Tiếp tục. Lên nữa đó. Gần tới đã sát bên luôn đó nha. Đó ngay chân. Mấy mít ăn luôn. Trên gãy có mít nè, mà cái mít này chắc trái nó hư cho người ta. Đường này xe chạy được mà cái dốc này cao quá, xe chạy có người chạy ta lái cứng mới chạy dám chạy như vậy. Ta là yếu là không dám lên luôn á, chạy thiệt luôn á, cái này dốc này không ông nào dám chạy lên đây tôi cũng lại luôn á. Chạy nó cống cái đầu tới đó nghe, từ từ tới đó, tới chỗ đó tới như vậy. Đây 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 đây, hút rồi hút rồi. Đây của đá chuông nó nằm ngay cái đường lộ nè. Đây nè nhà.
đó, nó thấy được không? Đó, khỏi cho cả nhà xem đó thôi. Nè, khỏi ngay cái dấu này ta khỏi nhóc cho giờ nó tàn cái này nè, nó khỏi nè. Nè, khó lại đây. Nè, cái nhà nghe kỹ nha. Nè. Rồi, đâu bây giờ khổ qua cục đá ở đây nó có kêu giống vậy không? Đây nè. Có đâu. Này đâu mà. Khó lại. Nè. Nè, đâu khỏi cục này. Nó có cục đó riêng biệt cho cái nhà. Rồi là qua mấy cục đá đây khỏi đây, nó coi kêu giống gì không? Được không? Nè, thử coi. Nữa không? Nó kỳ diệu là chỗ đó đó nha. Thử coi, thử mấy cục đá này, cái nó kêu giống không? À. Đó. Nó kỳ diệu là gì đó nha nha. Nghe ai gan giống như gan như tiếng chuông không? Cái đây nè, cái đường này là cái đường tới đây là nó rất là lên gãy nè, cảnh này rất là đẹp ha. Này lên cái đường này có lên chùa được luôn nè. Để mình quay một cảnh vòng vòng đây cho cả nhà xem nghe. Đây là xuống dòm xuống biển rất là được nha, cảnh này, đây là xuống biển dòm được luôn nè. Chỗ đây là khu lấn biển ở dưới đó, thấy rõ luôn nghe nhà đúng không? Trên đây rất nhiều, nó mát lắm. Này cái đường này có lên chùa. Chung qua đá chuông này cũng ít nhiều người biết lắm. Để quay sơ bộ cho nhà cái khúc này dưới này cái chỗ bọng này nó có gì không? Hình như là không lẽ nó có cái không lẽ nó có cái này nó kêu ta phải không ta? Tại vì nó có cái đường cái chỗ này là kiểu như nó tạo cái âm thanh nó gì ta phải không? Nó mới kêu tiếng gì ta phải không? Có một đá nào giống giống gì khỏi thứ nó gì không? Cái nhà nghe khó không? Bây giờ đây mình kê gần cho mình khó kỹ đi cho cái nhà xem nghe nè. Đó. Không? Cái khác tiếng chuông không cả nhà? Đó. Ok. Không? Còn cục bên đây nè. Đây khó thử cho cái nhà xem. Trời ơi. Này khó banh cục đá luôn, nó chưa kêu nữa vậy. Nó có chỗ này là ok mà. Đó. Rồi cái đường này là cái đường đi xuống nha. Đây này là ấy nè. Không? Rồi. Thì giờ mình chia sẻ clip này bao nhiêu đó cũng được ở nhà, cũng ngắn ngủi thôi cho cả nhà xem thôi, không có vòng vo chi nữa cho nó lâu dài nhỉ. Thì cái nhà có đi du lịch đường ở Hòn Tre mình thì ghé qua cục đá chuông mình để tham khảo và du lịch đây ha nhà. Rồi bây giờ mình cũng kết thúc video ở đây cả nhà. Nhà thấy có hay thì ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để đón những video tiếp theo của mình nghe nha. Rồi bye bye, hẹn cả nhà clip sau nha.